Chị Lê xin chào tất cả các bạn. Mình trở lại với bàn bếp. Thì bữa nay mình tiếp tục chia sẻ cho tất cả các bạn mình làm mứt đào. Thì giờ sáng này mình đi chợ đó mua đào. Thì cái đào mà mình làm bữa nay là đào không có lông, tức là cái loại bình thường. Còn năm ngoái mình có chia sẻ cho tất cả các bạn là loại đào lông, tức là đào trong cái vườn cây nhà mình. Nhưng mà năm nay mình bị thất thu đào cho nên mình không có thể nào dùng đào trong vườn. Thì cái đào mình mua là đại đào đào thường, nó không có lông lại trơn nha. Thì các bạn nên lưu ý là khi các bạn mua làm mứt đào thì các bạn lựa những cái trái mà đỏ đỏ như hồi sáng này mình có chia sẻ đó. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem những cái vật liệu mà cần thiết để làm mứt đào. Thì lần này mình làm khoảng 6 pound đào nha. Năm ngoái mình chia sẻ các bạn mình làm có 3 pound thôi. Thì lần này mình làm hơi nhiều một chút. Thì đây nè các bạn. Đây. Thì các bạn có thể thấy nè, những trái đào nha, nó màu đỏ thì cái mùi nó ra rất là thơm và ngọt. Thì nếu mà các bạn làm đào ngâm á, thì các bạn nên dùng loại đào giòn giòn, thì lúc nào nó ăn á, lúc mà ăn á, thì nó nghe các bạn có cảm thấy giòn giòn sực sực, nó ngon. Cái đó là gọi là đào ngâm. Còn mứt đào thì các bạn mua loại đào mà gần chín rồi, nó hơi mềm mềm chút, các bạn làm á, thì cái mùi ra rất là thơm và ngon và ngọt nữa. Nguyên liệu của chúng ta cần có 6 pau đào, 1 muỗng muối, 300 g đường cát trắng, 2 trái chanh, và ngoài ra chúng ta cần phải dùng một chậu nước và cái máy xay sinh tố. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành làm mứt đào nha. Bước đầu tiên chúng ta sẽ đổ cái muỗng muối này vào cái chậu nước và khuấy đều lên. Thì chậu nước này sẽ sau khi mình lột vỏ đào ra mình ngâm vô đây để không có bị biến qua màu đen. Lột vỏ nha. Đây. Lột vỏ cho các bạn xem. Cái vỏ này nè các bạn có thể dùng lại nha. À, ăn được á, nó có rất là nhiều chất vitamin. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách dùng sử dụng vỏ của trái đào. Chút nữa mình chỉ cho các bạn. Giờ mình lột vỏ này nè. Vỏ rồi mình bỏ vô cái chậu nước đó để ngâm cho nó không bị đen. Đấy. Rồi. Ngoái các bạn mình chẻ làm hai cái, mình lột vỏ ra đó, thì tối mất công quá mình để nguyên trái này đi lột cho nó gọn đó, rất là nhanh nha. Thì mứt đào các bạn phải mua trái nào mà nó vừa ăn nè, nó vừa chín vừa 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 hơi cứng cứng một chút thì cái mùi ra rất là thơm và ngọt. Còn đào ngâm thì các bạn phải mua loại đào cứng cứng để lúc mà xong thành sản phẩm rồi đó thì nó giòn giòn và sực sực. Còn này thì mứt đào thì nó phải nhuyễn, nó phải có cái dạng 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 bột. Sau khi làm xong rồi nó có dạng bột để nó gọi thì đó mới gọi là mứt các bạn, mứt đào đó. Xong sau khi mình lột vỏ rồi các bạn, mình được bao nhiêu đây, rồi mình được một đĩa vỏ đào. Và cái đĩa vỏ đào này nè các bạn có thể làm mứt vỏ đào nha. Cái này để mình chút mình làm mứt vỏ đào. Vỏ đào á,
nó có rất là nhiều sinh tố nha các bạn. Giờ mình cắt nha, cắt sau khi mình cắt ra hết rồi á, bây giờ mình đem xay nha, mình bỏ vô cái máy, cái cối xay sinh tố này nè, bỏ vô mình xay, và mình sẽ làm thành nhiều lần, tại vì cái này nhiều quá, đấy. Ok các bạn, máy hơi ụt nha các bạn, thông cảm chút. Ok. Nhấn nút đóng cúp chuồng luôn nha. Máy hơi ồn, mở ra thôi, coi coi thử như sao. Thấy có dạng gì đâu bạn, ngon. Thì các bạn dùng một cái nồi cao nha, cái nồi vậy mà cao khoảng một gang tay, tại vì lần trước á mình dùng cái nồi quá thấp, thấp cổ, cho nên lúc mà cái đông đặt lại rồi á, nó bắn ra nó vô tay á rất là đau, cho nên mình dùng cái nồi cao cổ nè, đó. Đó, khoảng gang tay. Dùng cái nồi to đó thì nó bốc hơi càng nhanh càng tốt. Thì thời gian nấu lâu nhanh hơn. Đó. Mình đổ vô đây. Rồi giờ mình sẽ làm ở bước kế tiếp. Mình đây là hai trái chanh. Mình sẽ cắt ra và mình bỏ vô cái nồi. Đấy. Ok, một cái. Cho hết luôn đi. Chua chua ăn nó mới ngon, tại vì mình có tới 6 pound lận, lại mình dùng một số chanh nó cho cái vỏ mứt đào nữa, vỏ đào. Rồi ok rồi đó, giờ mình dùng cái đồ lược không, bỏ vô đây, đây. Bỏ vô khoảng đây nè các bạn, đây hai trái chanh nha, bỏ vô đây. Mình nghĩ được rồi đó, bỏ nhiều quá nó chua quá cũng không tốt, giống như ăn me. Mình bây giờ mình thử nếm nha, coi có được hay chưa. Nhiều khi mình bỏ đường vô các bạn, thiếu nó không có đủ ngọt á, rồi lúc mình ăn thì nó không có ngon, mình phải bỏ đủ chất chất đường luôn. Nãy mình bỏ vô 300g đường. Đây. Đó, bây giờ mình mới bỏ thêm chút đường vô nữa, tức là khoảng 350g đường. Nó phải như vậy nè các bạn. Các bạn xay, khi các bạn xay á, xay bằng kiểu cái số cài đặt cho xay sinh tố uống nha. Đó.
thử nếm lại nha. Vừa đủ ngọt, vừa đủ ngọt các bạn. Bây giờ mình đem đun lên nha cho nó cô đặc lại. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đun lên cho nó cạn lại. Thì khi mà các bạn thấy nó xuống 70% đó các bạn, cái nước nó xuống 70% đó là và nó đặc sánh lại đó, thì được. Mà cái thời gian mình tùy theo nha, số lượng nhiều hay ít, mà thông thường là khoảng 40 phút để mình cho xem các bạn cái lửa nha. Thì có một số bạn YouTuber hỏi mình để lửa ra làm sao, thì mình nói là đầu tiên các bạn phải để lửa cao một chút, xong rồi khi mà nó đặt lại các bạn phải dặn bớt nhỏ xuống. Bây giờ để mình cho các bạn xem bên trong đây, các bạn thấy lửa không? À, dặn cao dặn nhỏ nè, đó dặn nhỏ nè, cao nè, mà đừng đừng cao quá nha, để khoảng trung bình thôi thì nó sôi từ từ. Rồi bên trong này các bạn phải thường xuyên khuấy đều lên nha, khoảng vài giây khuấy đều lên, lúc ban đầu khoảng về vài giây, nhưng mà gần cuối các bạn phải quấy thường xuyên. Tại vì nếu mà các bạn không có quấy thì không khuấy lên thì ở dưới đít nồi nó bị khét, thì cái mức nó không có ngon, nó có mùi khét á. Thì cái nồi này các bạn lúc mà nó gần sánh lại rồi đó, nó sẽ nổ nha, những cái nước đào này nó sẽ văng lên, nó văng lên lên tay các bạn, đau lắm. Cho nên các bạn phải dùng cái nồi cao vậy nè. Thì lâu lâu bạn cũng phải kiểm tra lửa nha. Đó khoảng gì nè, trung bình. Rồi nãy giờ mình cũng đun được khoảng gần 7 phút. Đôi khi các bạn mà không có khuấy lên á, cái bọt á, cái nước đầu nè, cái đầu nó dồn lên cao lắm, các bạn phải khuấy thường xuyên nha, khoảng 5-10 giây á, khuấy một lần đó, nó sôi nè, này cũng còn đợi khoảng nửa tiếng nữa mới xong. Có một số bạn, các bạn YouTube hỏi mình khi nào hoàn tất, thì theo mình quan sát á, thì khi mình đang đun lên các bạn có cái muỗng như nè, các bạn lấy thử lên miếng, mình thấy nó nếu mà nó rớt xuống giống như hạt nước á, là không được đó. Đây là hạt nước nè, mà khi nào các bạn mà đưa lên về á, các bạn thấy giống như hồ xi măng á, nó khó rớt xuống á, là ok, nó sánh lại. Còn này là dạng nước nha, đó. Sau 20 phút mình thấy nó cạn xuống dần dần, nhưng mà nó vẫn còn cái dạng nước đây nè, đó, nó vẫn còn dạng nước chưa có được. Được 20 phút nha, là kinh nghiệm các bạn. Thì lần này mình không thấy nó bắn lên nhiều, tại vì cái diện tích của nó đó, diện tích xung quanh của nó bự, cho nên nó bốc hơi lẹ, cho nên mấy cái nước đào nó không có văng lên, nó văng lên ít lắm. Và cái cổ nồi này, cái nồi này cũng khoảng gang tay, hơn gang tay một chút. Thì lúc trước đó mình làm cái nồi nhỏ quá, cho nên cái hơi ở dưới đó, nó bung lên và nó văng lên thành mảng luôn á. Bởi vậy cái nồi này rất là hợp lý nha, nồi càng bự càng tốt, bốc hơi lẹ. Bạn nãy giờ mình làm cũng được 30 phút rồi. Bây giờ mình thấy những cái hạt nước á, hạt nước đào nè, nó tung lên nè. Đấy. Nó đặt lại rồi đó, nhưng mà thêm khoảng 10 đến 15 phút nữa mới xong. Thì trong thời gian này mình phải để nhỏ lửa lại. Rồi để mình dặn nhỏ lửa lại nha. Đây. Dặn nhỏ lại nè, đó. Rồi mình tiếp tục quấy, mà trong thời gian này các bạn phải quấy thường xuyên nha. Đừng có để cho nó ở dưới nồi đà bị khét là không có tốt. Bây giờ nó đặt cái lại nè. Đó, đặt cái lại rồi, nhưng mà chưa có được. Từ nào mà nó sánh lại luôn, giống như hồ xi măng các bạn, là ok.
bạn mà bút bút lên gì nè, các bạn thấy nó xuống lẹo là không được, vậy là không được nè, phải đặt thêm nữa. Đó, khoảng chắc khoảng 10 đến 15 phút là xong. Ok các bạn, sắp xong rồi. Thì nãy giờ cũng được 45 phút. Giờ nó cạn gần hết rồi các bạn. Nó cạn như là còn khoảng 30%. Rồi để mình cho các bạn xem bên trong nha. Đây này các bạn, cho mình xem nè, ở dưới còn gần như là tới đáy luôn á, đây nè, thấy không? Lấy lên chút cho các bạn xem, giống như hồ nha, đặc hơn lúc nãy nhiều. Đó, cái này là lấy ra được rồi nè. Nếu mà các bạn mà đun chưa có cạn tới 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 nơi á, thì vẫn còn nước ở trong đó đó, dễ bị hư lắm. Bạn phải đun khi nào mà các bạn thấy nó xuống được nữa là ok. Đó, cái này có thể lấy ra được rồi nè. Coi như là gần như là 80, gần như phải 80% nước nó rút xuống hết nha. Này chỉ còn có 20% thôi, hồi nãy nó lên tới đây nè. Giờ nó xuống còn một chút rồi. Đấy. Thì mình đun càng lâu thì để càng lâu, khoảng 2 3 tháng cũng không sao. Thì mức đào này mình không có cho chất hóa học nha. Không có cho cái loại thuốc mà giữ cho đồ ăn thứ để lâu á, mình không có bỏ vô. Này rất là tốt cho sức khỏe. Món ăn buổi sáng hàng ngày đó. Đó. Rồi, cái này có thể lấy ra được rồi đó. Coi như là mình đã xong hoàn thành cái bước đầu. Mình để cho nó nguội một chút xong rồi mình bỏ vô cái hũ da keo nha, để lâu á, xong rồi các bạn bỏ vô tủ lạnh. Khi các bạn bỏ vô tủ lạnh á thì các bạn có thể để lâu ít nhất khoảng 2 3 tháng cho lên. Thì cái này mới nấu xong các bạn hơi lỏng lỏng một chút tại vì nó còn nóng á. Khi các bạn bỏ vô tủ lạnh nó đông đặc lại, nó hơi đặc đặc một chút thì ăn giống như là loại mứt strawberry hoặc là mứt mứt đào của trong mấy cái tiệm siêu thị bán á, giống y chang vậy thôi. Mình làm cái này thì chua hơn ở ngoài tiệm bán nha, tại vì mình thích cái cảm giác chua chua để kích thích cái sự ngon á, mình ăn được nhiều hơn. Thì cái này nếm giống như là ăn me ngào, me chua gì đó. Nhưng mà nó có cái mùi vị của đào. Rồi bây giờ mình bỏ vô cái hũ da keo. Mình đổ vô từ từ nha. Đây. Đặc các bạn, rất là đặc. Này để lâu lắm, ít nhất khoảng mấy tháng cho lên. Đây, ngon thiệt á, nó vẫn còn nóng nha các bạn, đừng có đậy vô liền, rất là ngon. Mùi vị giống như me ngào á nè các bạn, cho bạn xem. Bây giờ vẫn còn nóng nha, cho nên nó hơi lỏng lỏng, mà lúc mà nguội á nó đông lại, giờ vẫn còn rất là nóng, nóng lắm. Mà khi nó nguội rồi đó, các bạn để nắp lại, bỏ vô tủ lạnh để khoảng vài tháng ăn. Đây nè, thì xong rồi các bạn đậy lại nè. Nhưng mà trước khi các bạn đậy, các bạn bỏ một miếng ni lông loại mà trong á, loại trong nha, loại mà dùng cho thức ăn á, bạn bỏ lên xong rồi bạn đậy lại nè. Cái này cái gì đậy vậy nè, rồi bỏ vô tủ lạnh khi nào nó nguội hết rồi á,
bỏ vô tủ lạnh đó, thì mình để ra cho nó nguội dần, xong rồi mình mới bỏ vô tủ lạnh. Giờ để mình làm thử một miếng bánh mì cặp với cái này ăn cho các bạn xem nha bạn. Giờ mình thử ăn mứt đào với lại bánh mì nha. Cái này là món ăn buổi sáng nè, nhưng mà bây giờ mình ăn thử cho các bạn xem. Đấy, đây là cái này mình có quét quét ở trong cái nồi á, còn dư lại á mình để lên đây nè. Đó, buổi sáng ăn vậy nè, ngon, rất là ngon. Thôi các bạn. Đấy. Ngon nha. Thì các bạn nào mà không thích chua thì các bạn bỏ bớt chanh đi. Còn đường thì tùy theo khẩu vị mỗi người nha. Mình thích ăn hơi ngọt ngọt thôi chứ không ngọt nhiều gì mấy. Đó, vậy nè. Ăn thử miếng nha. Mời các bạn ăn nè. Chua chua giống như là me me ngào, nhưng mà nó có cái vị đào rất là ngon. Món ăn buổi sáng nha. Cái vị chua của bạn kích thích bạn ăn thêm nhiều hơn nữa, bởi vì mình thích ăn nó có cái vị chua. Ngọt thì mình không thích ngọt gì mấy. Sẵn vậy mình pha cà phê đen uống. Quá ngon, quá ngon. Đây. Xin mời các bạn ăn nha. Món ăn buổi sáng. Quá ngon. Và đây là thành quả của mình nè. Đây. Mình được hai hũ bơ lớn nha, một hũ nhỏ. Còn đây là những cái trái đào mua ngoài tiệm. Các bạn, mình chia lê xin tạm dừng video đây. Nếu mà các bạn nào mà thấy cái video này hữu ích thì cho mình một like, và mình hy vọng các bạn sẽ thành công. Mình làm mứt đào bằng vải đào mua ngoài chợ. Ok các bạn, cảm ơn các bạn theo dõi cái video của mình nha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại các bạn vào những video mới hấp dẫn hơn. Chia TV. Bye bye.